Xin kính chào quý vị và các bạn. Huyền Thu rất vui và hân hạnh khi được mang đến cho quý vị và các bạn những tin tức mới nhất, nóng nhất, chính xác nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong bản tin tin nóng 24 giờ trên kênh Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn VTC16. Và sau đây sẽ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ 45 phút sáng nay giờ Việt Nam, chuyến bay chở 42 thành viên đội tuyển Việt Nam, 13 phóng viên cùng 110 công dân từ UAE đã về đến Việt Nam. Đoàn sẽ cách ly ở khách sạn Milano tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đồng ý của Bộ Y tế, tuyển Việt Nam sẽ được rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 7 ngày. Sau khi hoàn thành cách ly, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải quốc nội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF khẳng định sẽ sắp xếp lại thời gian các giải đấu để phục vụ cho chiến dịch lịch sử của đội tuyển quốc gia. Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dự kiến khởi tranh vào tháng 9. Từ 12 đội tham dự, vòng loại này sẽ xác định 4,5 suất của châu Á dự World Cup 2022. Tuyển Việt Nam lần đầu tham dự vòng loại này và là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa có quyết định hỏa tốc cách ly khu vực siêu thị Big C Đồng Nai trong 21 ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng 17 tháng 6. Song đó, quyết định thành lập 5 chốt cách ly tại các cổng ra vào của siêu thị Big C Đồng Nai. Các chốt này hoạt động 24 trên 24 giờ mỗi ngày, từ 5 giờ sáng ngày 17 tháng 6 cho đến khi có thông báo giải thể. Được biết, việc khoanh vùng cách ly do có liên quan đến ca dương tính tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến siêu thị Big C Đồng Nai mua sắm. Liên quan đến vụ việc, ngay trong sáng nay 17 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Biên Hòa sẽ họp khẩn cùng các sở ngành liên quan để bàn giải pháp xử lý. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện ca bệnh 11634 vào chiều 16 tháng 6. Đáng chú ý, ca bệnh này là một cán bộ công an làm thẻ căn cước công dân, có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu, bao gồm Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát. Bệnh nhân này thực hiện nhiệm vụ lăn tay và chụp ảnh trong quá trình làm căn cước công dân trên địa bàn, có hơn 100 người tiếp xúc gần. Ngoài ra, số bà con trực tiếp làm căn cước công dân có tiếp xúc gần là khoảng hơn 6.000 người. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định giãn cách xã hội toàn huyện Diễn Châu theo chỉ thị 15. Riêng 5 xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung và Diễn Kim phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại, số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua con số 1.000. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường tại thành phố lớn nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố này được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối uy tín, nhập vaccine phòng COVID-19 về tiêm cho người dân thành phố. Và đề xuất này cũng đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý. Ông cũng yêu cầu trong công tác tổ chức thực hiện, truyền thông cần tránh để xảy ra tình trạng tranh mua, đẩy giá vaccine lên cao. Trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương thì Bắc Giang, vùng dịch lớn nhất của cả nước, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt bước tiến quan trọng. Đó là khoanh được dịch từ khu công nghiệp, từ cộng đồng dân cư và trong các khu cách ly tập trung. Tỉnh Bắc Giang đang tập trung đợt tổng tiến công từ nay cho đến ngày 21 tháng 6, cơ bản khống chế được dịch và hết tháng 6 thì toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Hiện nay, Bắc Giang còn rất ít bệnh nhân nặng, đa số là bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Tỉnh này đang có 273 người âm tính lần 2 và 218 người âm tính lần 1. Còn tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương này cũng đã tổ chức xét nghiệm rộng SARS-CoV-2 tại Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh, Quế Võ, sau đó đồng loạt thực hiện tại các huyện còn lại. Mục tiêu nhằm sàng lọc, phát hiện nhanh những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tiến tới tổng tấn công, đẩy lùi dịch bệnh trong vòng 10 ngày tới đây. ,320 liều vaccine COVID-19 do Nhật Bản hỗ trợ đã về tới sân bay Nội Bài vào đêm 16 tháng 6. Đây là lô vaccine COVID-19 AstraZeneca Injection là dung dịch tiêm bắp, một lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine COVID-19. Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất. Ngày 17 tháng 6, lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh,
Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, để cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Như vậy, với nguồn vaccine viện trợ này, Việt Nam hiện có khoảng 4 triệu liều vaccine COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tin nóng 24 giờ trên kênh Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn VTC16. Xin tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 16 tháng 6, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Lam, 21 tuổi, trú xã Hòa Thạch để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, tối ngày 25 tháng 5, Lam chạy xe máy đến khu vực chợ Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Lợi dụng đêm tối, nam thanh niên 21 tuổi đã phá cửa, đột nhập một tiệm vàng tại đây, lấy trộm 30 đôi bông tai vàng với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Nghi phạm sau đó mang tài sản trộm được về nhà cất giấu. Hơn 2 tuần điều tra, công an lần ra hành tung và bắt giữ Lam khi anh ta đang bán số vàng trộm được tại một tiệm vàng khác ở huyện Bố Trạch với giá khoảng 20 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên 21 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội. Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định tạm giữ Hoàng Minh Đức, 29 tuổi, trú tại thôn Khòm Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn về hành vi đe dọa giết người. Trước đó, khoảng tháng 4 năm 2018, Hoàng Minh Đức và bà Vũ Thị Hát là hàng xóm của Đức có mâu thuẫn về việc tranh chấp ngõ đi chung. Đức đã nhiều lần gây khó khăn, trộn cột bê tông và làm hàng rào, ngăn không cho gia đình hàng xóm đi chung trên đường ngõ. Tranh chấp đất giữa hai gia đình đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải quyết và buộc Hoàng Minh Đức phải mở lối đi cho gia đình bà Hát. Tuy nhiên, Đức không chấp nhận phán quyết của tòa án, nhiều lần nhắn tin với lời lẽ đe dọa hàng xóm. Ngày 14 tháng 6, anh ta để vào sân nhà bà Hát một hộp cắt tông, bên trong có một viên đạn màu đồng và một bức thư đe dọa sẽ giết cả gia đình. Gia đình nạn nhân rất hoang mang, lo sợ nên lập tức làm đơn trình báo đến công an thành phố Lạng Sơn. Một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự BC02, công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an huyện Mỹ Lộc làm rõ vụ việc hai giáo viên bị tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm. Theo hồ sơ ban đầu, trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của cô giáo TTNA, 38 tuổi, giáo viên trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc về việc mình bị một đối tượng quay lén hình ảnh trong nhà vệ sinh của trường, sau đó thông qua mạng xã hội để đe dọa tống tiền. Vào cuộc điều tra, công an xác định Lê Công Hưng, 18 tuổi, học sinh lớp 12A3, trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc chính là thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận tự mua camera mini trên Internet, sau đó đặt trong nhà vệ sinh chung của giáo viên. Mục đích của Hưng là quay lại hình ảnh nhạy cảm khi đi vệ sinh của thầy cô giáo rồi tống tiền. Sau khi quay được hình ảnh cô giáo TTNA và một cô giáo khác trong trường đi vệ sinh, Hưng lập tài khoản Facebook ảo có tên Huyền Trần, gửi những hình ảnh quay được tới tài khoản Facebook của các bị hại, yêu cầu hai cô giáo mỗi người phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ tung hình ảnh trong nhà vệ sinh của hai cô giáo lên mạng xã hội. Khi kiểm tra điện thoại của Hưng, nam sinh này đang đăng nhập tài khoản Facebook có tên Huyền Trần và vẫn lưu giữ toàn bộ hình ảnh và những tin nhắn đe dọa hai cô giáo của mình. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nam Định thông tin thêm. Hưng hiện đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 6, công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết đang áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trảo Ông Lố, 30 tuổi, trú tại thị trấn Tằng Lòng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, về hành vi cướp giật tài sản. Theo tài liệu điều tra, trưa ngày 13 tháng 6, chị Nguyễn Thị Hồng TH, nhân viên shipper, đi giao hàng trị giá 1,18 triệu đồng cho người có tài khoản Facebook là Triệu Nam tại đường Quý Sa, thị trấn Tằng Lòng. Khi chị TH đang cho xem hàng, thì người mua bất ngờ giật gói hàng này rồi bỏ chạy. Sau gần 10 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Trảo Ông Lố đang lẩn trốn tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Nhận xét đối tượng, đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tằng Lòng cho biết, ở địa phương, Lố là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự. Có thể sau khi vợ bỏ đi, Lố muốn vợ quay lại nên đã mua thuốc sinh lý về sử dụng. Sau khi bị bắt, Lố cho rằng khi giật số thuốc trên bỏ chạy sẽ không ai biết mình là ai để truy tìm. Sau khi giật hàng bỏ chạy, Lố đã bóc ra nhưng không rõ đã dùng chưa. Hy vọng nếu Lố khắc phục trả lại tiền thuốc thì sẽ được pháp luật khoan hồng, bởi sau khi vợ bỏ đi, một mình Lố phải chăm sóc hai người con rất tội nghiệp. Trước đó, hai vợ chồng Lố sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cách đây hơn một năm, vợ chồng Lố hay xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, nhưng không ai rõ nguyên nhân vì sao. Cách đây ít hôm, vợ Lố còn muốn ly hôn trong khi Lố không chịu. Cơ quan công an, Trảo Ông Lố khai nhận do cảm thấy cơ thể bị yếu sinh lý nên đặt mua 3 hộp thuốc giúp tăng cường sinh lý với giá 1,18 triệu đồng.
trong khi nhân viên đến giao hàng thì Lố không có tiền và nảy sinh ý định cướp tài sản. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay 17 tháng 6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày mai 18 tháng 6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 cho đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21 tháng 6, ở khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài hơn. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn trong khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin nóng 24 giờ trên kênh VTC16. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, những phản biện, bình luận của quý vị khán giả. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.